Hello anh em nha. Anh em ơi, anh em vào, anh em là cho thầy xin một cái like nha. Cho xin một cái like nha. Thầy ơi, liệu đêm nay chuyến tàu có đến kịp bến siêu sao không? Thầy Nghĩa đến đấy. Thầy Nghĩa đến đấy. Hôm qua nhanh mà. 4141 thầy yêu ơi, đội hình này mà lại không leo lên giữa rồi bỏ lớp 4141 à? Ok. Thế thì lại phải cần những người biết đá cánh, những người đã biết đá hậu vệ cánh giúp thầy. Gửi lại giúp thầy 4141. Tôi không muốn quốc dân nha, các phụ huynh gửi giúp tôi là không quốc dân nha, không quốc dân, tôi không muốn quốc dân. Tuấn Ban BD anh đã chi phối thầy Lân với 55.555 đồng. Ây à. Cháu Saka TS hoặc T muốn nâng cấp. Ai à, muốn nâng cấp à? Ok, Saka, Aslan à? Sim Chúa đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. M3P đầu tàu hàng công chứ thầy Lân đi. Phó Chủ tịch. Son đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cho em con hàng Alexander ba cánh phải nhé thầy. Alexander ba, ok Alexander ba. Xin nói gì vậy? Slot cho cháu A, lô ngồi dự bị. A chấm lô à? A chấm lô khó mua đấy. A chấm lô khó mua luôn đấy Harion ơi. Katori danh đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Úi rồi. Chim ưng ban BD muốn được đá luôn có được không thầy? Mảnh ghép còn thiếu luôn. Đang đợi, đùa, đang thắc mắc là sao hôm nay chưa có phụ huynh nào gửi cháu ban BD cả. Sim Chúa đã chi phối thầy Lân với 30.000 đồng. Seco Fofana thay Jimenez nhé thầy. Giấu tên 000 đã uy scan 10.000 đồng. Chào thầy, tôi muốn gửi cháu Talisca. Hơi vụt. Và 4-1-1 này anh em phải đá, phải cầm được quả bóng. Đấy, cầm quả bóng. Từ từ đá chậm thôi. Cái 4-1 này phải đá chậm. Không đá nhanh được. Đấy, chúng ta cứ từ từ mà du đội bạn, du ngủ đội bạn thôi. Cái chiến thuật là du ngủ đội bạn. Lòng đỗ bạn đá tối thế, bình tĩnh đi bạn ơi. Sơ đồ mới mà. Cách vận hành nó khác chứ. Sơ đồ mới cách vận hành cũng khác mà. Bình tĩnh đi anh em, bình tĩnh đi. Tôi đi nhậu đã, tôi sẽ xích va lại buổi live thầy để theo dõi cháu sao cao tôi ai nhỉ. Đây rồi. Đi nhậu rồi hả? Cháu nhà mình có đi cùng luôn không nhỉ? Hình như cháu Saka nhà mình muốn đi cùng đấy, muốn đi cùng bố luôn đấy. Ôi xong rồi. Chuyển sang. Ôi sao quả đấy vào nhỉ? Ok. Hay quá, cắt quả bóng hay quá. Ok. Bị nó cho cả quay tay á, bình tĩnh đi. Chưa được nóng đầu đâu anh em ơi, bình tĩnh đi. Bảo đội bạn bình tĩnh đi, đừng quay vội. Cứ loạn cả lên, chưa gì đã quay tay loạn cả lên. Bình tĩnh đi. Lỗi kìa, quả đấy. Lôi bóng đá chất thở tới đâu rồi á? Thử. Đang làm quen với sơ đồ mới, cái sơ đồ này đang hơi mới. Về một lập trình thầy thua thì có đá được không? Làm gì xong xong đá được bình thường mà. Làm gì có game mà lập trình cho thua. Ôi trời, chả đi trà chó đi học nhuộm tóc quá mà. Ôi đơn giản đấy nhở. Sao lại quá đơn giản đấy nhở. Ấy à, có chất thép đấy chứ. Phó chủ tịch. Ôi. Ôi đá bóng kìa. Ôi. Sao đấy? Có cả cái đấy luôn hả? Sao bây giờ lại có cả cái đấy luôn hả? Ôi bóng đá kìa. Ngôn trống rồi mà. Ôi đời, nó không giờ tới rồi. Đùa đâu. Tự hào quá Việt Nam ơi. Chết với tao. À, ôi bóng đá kìa. Tuyệt vị không? Tuyệt vị luôn. Ha. Nhót. Ui, nhót luôn. Đã giờ trả tiền đi, các huynh bình tĩnh. Ui. Cái gì đấy, đừng có cái hình đấy. Xong rồi, sao cái gì lắm icon cộng 5 thế này. Mình trợ quả trợ lý huấn luyện viên này cho mấy cái bài toán khó giải quá nhở. Cho toàn bài toán vô nghiệm thôi. Cho thầy toán những bài toán vô nghiệm thôi. Cho toàn bài toán vô nghiệm thôi, thế mà vẫn giải được. Một nghiệm. Không gỡ ở đâu mà.
Ok, vừa nói xong. Nope. Sợ vãi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Ôi, tạt đấy, tạt đấy. Tạt đi, tạt đi. Ờ, ok, 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 ok. Ok. Cái khoản huấn luyện viên lớp 1 kiểu gì thế thầy á? Double E thôi anh em. Sao vẫn xuống hạng nữa, đùa. Cứ dọa thôi kìa, đá như thế. Cứ dọa xuống hạng kìa. Ok, ok. Sao không phải chơi mỗi trận một sơ đồ đi, cho nó lét. Ok chưa? Mỗi trận một sơ đồ. Chúng ta thử nghiệm mà, đang thử nghiệm mà. Thử nghiệm mà. Mỗi trận một sơ đồ thôi thầy. Kim Cương là sở trường của thầy đấy. Kim Cương nói thẳng ra là sở trường của thầy đấy. Phù hợp với cái lối đá bắt mặt của thầy đấy. Làm sao mà đỡ được? Làm sao mà đỡ được? Fofana, rùa điên. Siêu một cái, người da đen siêu một cái tôi xem nào. Xoạt. Siêu, siêu. Phơi nắng ở bãi biển chưa? Thấy cây dừa chưa? Vào đảo đến nơi rồi. Về bờ rồi, về bờ chấm TV đến nơi rồi, kêu rồi. Đang xa bờ, đinh ta đinh tình. Linh ta linh tình, linh ta linh tình. Hai. Bùi Tuấn Minh đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Tháng sau min donate của em cho trường làng 2 của nhé tin chuẩn. Ôi rồi, bên chị chê. Bàn thắng này dành tặng Tuấn Minh. Bàn thắng này dành tặng đến Tuấn Minh. Trận huấn luyện viên. Trận huấn luyện viên. Ôi rồi, bàn thắng đâu? Ui, bàn VD ơi, đùa đâu ui. Đùa, bàn VD cái bàn thắng tặng dành tặng vị trí trận huấn luyện viên mà không ghi được. Ra ngoài. Handicap rồi. Chắc thế rồi bạn ơi. Chắc thế rồi. Đội hình tôi cũng chậm. Hay do lát. Ông được handicap mà đội hình yếu. Tôi tưởng handicap là cả hai đều bị. Thề luôn trêu với con vợ để hài. Vãi trưởng với con vợ cứ đổ handicap buồn cười. Đá kiểu gì cũng thua mà. Xem bạn thân thôi mà. Để tôi ra. Bạn nói tôi buồn quá. Ui, thôi thôi, đá. Sao bạn tôi ra, sao tôi đang chát bạn sút. Tôi đang chát bạn sút quả căng thế. Ôi ôi, sờ kín đen dại. Ờ, còn Nguyên. Hết giờ bạn đây. Ok. Ok. Tôi vẫn có một, tôi gửi giấy mời cho cháu và mời bảo bố mẹ đến đại diện tham dự hộ. Khổ quá, hôm nay cháu bị hôn mê sâu, tôi cũng không cách nào khác thật. Nhắc đến chuyện đấy tôi rơm rớm nước mắt mà. Tôi bỏ mẹ rồi. Anh này đá 42 không vậy mọi người, Hải Nguyễn? Không em ơi, anh này đá không hay. Đừng để thầy flexing nhá, sơ hở là thầy flexing đấy. Đừng để thầy flexing. Ôi đen thế, ui bóng đá đen kìa. Anh này đá 42 không vậy mọi người, Hải Nguyễn? Không em ơi, anh này đá không hay. Rồi bản lĩnh phải lên tiếng rồi đấy, đùa bóng đá đen thế nhở, quả đen, quả quá đen luôn. Người trên tàu có thật mà anh em, người trên người lái tàu có thật mà anh em. Có thật mà anh em, Gvardion. Hàng công quá yếu kém. Để mà trung vệ như Gvardion phải lên tiếng. Có quả cái cắm luôn, đặt cọc luôn, chết rồi, Gvardion ơi, xin lỗi Gvardion nhiều. Xin lỗi Gavarion nhiều. Quả nặng đấy. Xong. À mà xong nhiệm vụ rồi. Gavarion là xong nhiệm vụ rồi. Ghi bàn rồi mà. Quả đấy tôi thấy nguy hiểm quá. Gavarion là một trung vệ kinh nghiệm mà. Đơn giản là làm hết mình vì đội bóng thôi. Vẫn gỡ được mà. Hai mâm. 50k không bằng kèo 100 win à thầy. Hai mâm. Đúng người có tiền. anh em đợi tí, căng thẳng quá. Federico, van vứt đi. Ôi trưởng bóng, à đuổi rồi. Ơ. Ôi rồi.
ôi. Ôi. Hay quá nhỉ, lét luôn nhỉ. Thiệt thì buổi tối nay là của cháu Dembele rồi. Buổi tối nay là của cháu Dembele rồi. Giờ cháu Dembele bắt đầu đá chính rồi đây này. Những trận đấu cuối, clip top top, thầy flop quá. Ờ, chảy vào sao bên top top flop phải trưởng anh em ạ. Thầy có một cái kênh top top anh em ơi. Tên là Liari luôn. Anh em vào follow giúp thầy nhé. Avatar để hình SEA Game ấy. Đây để đúng cái hình avatar kênh của YouTube này. Anh em vào, anh em vào. Ủa xong rồi, từ từ nhá, quay từ từ nhá, chuyển sang đấy. Ủa xem đề khó thầy rồi, sức mạnh tình bạn luôn mà. Quả hàng luôn, ăn cái hàng luôn, đùa, chết rồi. Chuyến tàu của chúng ta khả năng là rồi, vỡ tan là như thế đấy rồi. Kỹ năng có thể cải thiện nhưng mà ngoại hình thì khó thầy ạ. Được, ngoại hình thay đổi được mà. Chặt đầu đi là xong gì? Hoa kiếp. Hoa kiếp là xong gì đâu. Đổi đầu được mà. Một. Còn nguyên. Để bình tĩnh. Đừng nói vậy, đừng nói chìm tàu vội. Finn Foden. Visa thấy hết hạn mới đau chứ. Số không được lên siêu sao. Rồi luôn, lỡ hẹn với rất nhiều món quà. Đức Lợi đã chi phối thể lân với 10.000 đồng. Bộ trưởng đã rút giấy phép hành nghề của trường làng. Rút giấy phép rồi, không muốn thi đấu nữa thật, không muốn thi đấu nữa luôn. Mất gần 1 triệu luôn. Ok, còn nguyên. Không, từ từ, trận này còn đấy, trận đấu cuối cùng là thầy đá hết sức đấy. Trận này còn nguyên mà. Trận đấu cuối cùng là một trận đấu công hiến nhất. Mbappé nhờ người ta là như nào? Nhà mình không đá được như thế à? Nhà mình đá nó còn nét hơn đấy chứ. Kêu nhà người ta, nói này kia. Tất cả quỳ xuống. Đá quả vậy được chưa? Sử quóng kìa. Anderson, Talisa. Uầy. Thôi, đừng nói. Trận đấu cuối cùng là một trận đấu công hiến. Đã nói rồi mà, xuất chưa? CDM mua ma thú em ơi. Balak phải đá 2 CDM ấy. Nếu đá 2 CDM nha. Chọn Balak, nếu đá 1 CDM chọn ma thú. Ơ thằng có vàng kìa. Ơ thằng có vàng không phải của tôi à? Thế chết rồi gì? Ôi, vào rồi mà. Quái vào đấy. Phi Phô Đơn. Skill điên dại. Thôi rồi anh em ơi, chắc là chuyến hành trình của chúng ta còn 7 tiếng nữa là kết thúc rồi thì khả năng là mùa này tôi chưa chinh phục được nước danh siêu sao mà mới chỉ chạm được các thách đấu thôi. Như vừa nãy thì món quà của anh em cũng như của riêng cả của anh Liquid thì xin phép anh em là nợ ấy mùa sau. Thì ngày mai là đi xét anh rồi. Ngày mai vừa nãy anh Liquid có hỏi tôi là em đã sau series này là series gì thì ngày mai sẽ là series mới luôn. Chinh phục nước danh siêu sao. Mùa này chúng ta mới chỉ dừng lại thách đấu thôi. Mùa sau sẽ là nước danh siêu sao anh em ạ. Mùa sau nha, tiếc nuối. Quá tiếc nuối luôn, nếu như quá, lên được mà. Thật, gần lắm rồi. Hạng 278 rồi, chỉ cần khoảng 2 trận, 3 trận nữa thôi thì lên, thì hứa. Nhưng mà thôi anh em ạ, con cái, gia đình quan trọng hơn. Nên là anh em cho tôi nợ. Đấy, xin anh em cho tôi nợ. Mùa sau. Không, Liquid đã chi phối thể lân với 255.555 đồng. Trả trước mùa sau em nhé. Ôi em có mấy Liquid em bỏ nợ rồi mà. Anh lại trả trước luôn. Đùa em bỏ nợ rồi mà anh ơi. Em cảm ơn Liquid ạ. Anh vẫn vui, vẫn còn cả cuối. Chào hỏi các thứ. Em cảm ơn anh ạ. Bye bye anh em.